Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ kính thánh hai thánh đồng đồ Phêrô và Phaolô là cột trụ của hội thánh, là nền tảng đức tin của hội thánh. Nói tới hai thánh Phêrô và Phaolô là nói tới mầu nhiệm hội thánh. Nếu chúng ta hỏi hội thánh là ai, chúng ta trả lời là sao? Ai là hội thánh? Hội thánh không phải là Chúa Giêsu. Hội thánh là chúng ta. Hội thánh là giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Hội thánh là chúng ta. Mà nếu chúng ta hỏi cái hội thánh này là hội thánh của ai, thì chắc chắn hội thánh này không phải là của chúng ta. Hội thánh này là của Chúa Giêsu. Chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói: Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Hội thánh của ta, hội thánh của Chúa Giêsu. Mà như thế nào gọi là hội thánh của Chúa Giêsu? Chúng ta xây dựng hội thánh, nhưng mà làm sao để hội thánh này mãi mãi là hội thánh của Chúa Giêsu, chứ không phải của chúng ta? Dựa vào các bài đọc hôm nay, xin được chia sẻ với anh chị em ba điều này. Thứ nhất, hội thánh của Chúa là hội thánh được xây dựng trên lòng tin ở nơi Chúa Giêsu. Hội thánh là cộng đoàn gắn bó với Chúa Giêsu. Hội thánh là cộng đoàn của những người sống nhờ Chúa Giêsu, theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Lấy Chúa Giêsu làm trung tâm, lấy Chúa Giêsu làm lẽ sống, lấy Chúa Giêsu làm mục đích, hội thánh ấy là của Chúa Giêsu. Hội thánh không phải là một cái lý thuyết, chúng ta không đi theo một lý thuyết. Hội thánh cũng không phải là cái tổ chức của loài người, chúng ta chẳng phải là tổ chức xã hội, mà cũng chẳng phải là tổ chức chính trị. Không, chúng ta là cộng đoàn của những tín hữu, của những Kitô hữu, của những người tin vào Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, sống nhờ Chúa Giêsu. Nếu chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu thì cộng đoàn hội thánh sẽ càng ngày càng phát triển. Còn ngược lại, nếu chúng ta không gắn bó với Chúa Giêsu, nếu chúng ta đi theo cái quan điểm của mình, thì hội thánh có cái nguy cơ càng ngày càng suy yếu. Ngày hôm kia tôi được đọc một thống kê về ban nãy giờ trước thánh lễ, tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị em trong ban chấp hành các giáo xứ. Cái thống kê về nước Úc cho thấy cái sự thay đổi về con số trong vòng 50 năm tại nước Úc. Năm 1966, những người tuyên bố mình là vô thần tại Úc chỉ có 0,2%. Sau 50 năm, vào năm 2016, cái con số những người tự xưng là vô thần lên tới 29,6%. Về phía giáo hội, về phía những người tuyên xưng mình là Kitô hữu, năm 1966 thì có 88% tuyên bố mình là Kitô hữu. Sau 50 năm, tới năm 2016, thì chỉ còn 52% tuyên bố mình là Kitô hữu. Cái con số đó nói cái gì? Cái con số đó không có muốn nói rằng đạo Công giáo hay là Kitô giáo càng ngày càng mất chỗ đứng ở trong xã hội của chúng ta, trong thế giới của chúng ta. Không phải là ngày hôm nay không còn muốn ai muốn theo Chúa Giêsu nữa, không phải. Cái con số đó muốn nói đến cái điều này, đó là nếu chúng ta không xây dựng cái đời sống hội thánh trên lòng tin ở nơi Chúa Giêsu, nếu những người Kitô hữu không còn gắn bó với Chúa Giêsu, không yêu mến Chúa Giêsu, không xây dựng cuộc đời của mình trên Chúa Giêsu, thì hội thánh đó có nguy cơ bị suy yếu. Cho nên chúng ta đã nhận thánh Phêrô và Phaolô là bổn mạng, chúng ta cần phải xây dựng đời sống hội thánh trên niềm tin của Chúa vào Chúa Giêsu. Thế Phêrô tuyên bố điều gì? Thầy
là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu và chính nhờ niềm tin đó hội thánh đứng vững và hội thánh phát triển. Chúng ta có cái nguy cơ là xây dựng hội thánh dựa trên những cơ cấu, dựa trên những hình thức, dựa trên những lễ nghi bên ngoài. Hội thánh đó không phát triển được. Hội thánh chỉ phát triển và đứng vững khi đặt nền tảng trên niềm tin vào Chúa Giêsu, niềm tin sống động đem lại cho đời sống của chúng ta cái hạnh phúc của một người tín hữu, hạnh phúc được theo Chúa, hạnh phúc được làm người môn đệ của Chúa. Điều thứ hai, hội thánh của Chúa phải được xây dựng theo khuôn mẫu của Chúa, theo cái quy luật của Chúa, theo cái con đường của phúc âm. Chúng ta không thể xây dựng hội thánh của Chúa theo cái tiêu chuẩn của chúng ta được. Chúng ta không thể xây dựng hội thánh của Chúa theo ý thích của chúng ta. Hội thánh của Chúa thì đi theo con đường của Chúa. Con đường của Chúa là gì? Rất là rõ trong phúc âm. Con đường của Chúa là cái con đường của sự yêu thương, con đường của lòng thương xót. Ở đâu có yêu thương, ở đâu có lòng thương xót, ở đâu có sự hòa thuận, có sự bình an, ở đó hội thánh của Chúa có khả năng hấp dẫn và có khả năng phát triển. Còn ngược lại, ở đâu mà trong hội thánh hận thù, cãi nhau, tranh chấp, bè phái, hội thánh đó có nguy cơ suy yếu. Rồi, hội thánh Chúa là gì? Hội thánh Chúa là hội thánh được xây dựng theo cái khuôn mẫu của sự hiền lành và khiêm nhường, của sự nhỏ bé, của tinh thần phục vụ. Hội thánh không phát triển bằng việc phát triển gương giáo hay là bằng võ lực, bằng sự tranh chấp, bằng sự cạnh tranh, bằng sự thống trị của người khác, thống trị người khác. Hội thánh phát triển nhờ sự hiền lành và khiêm nhường, bằng phát triển nhờ cái con đường của sự phục vụ, của cái con đường tôi tớ như Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phát triển hội thánh theo khuôn mẫu của phúc âm, và hội thánh ấy mới là hội thánh của Chúa. Còn nếu ngược lại, chúng ta có nguy cơ xây dựng hội thánh của chúng ta. Và điều thứ ba, hội thánh của Chúa là hội thánh được bảo vệ bằng sức mạnh của Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố đây là hội thánh của Thầy, cho nên các quyền lực của âm phủ, của hoàng ngục, cho dù có nổi dậy muốn lấn át hội thánh thì cũng không làm được gì hội thánh cả. Và Chúa hứa là hội thánh sẽ được vững bền mãi mãi. Và quả thế, trong hai bài đọc thứ nhất và thứ hai, chúng ta thấy nói tới những sự đau khổ, những cuộc bách hại trên hội thánh, đặc biệt là tới thánh Phêrô và Phaolô. Chúa đã giải thoát, Phêrô bị cầm tù, Chúa cho thiên thần đến để mà giải thoát. Có thể nói một cái lời thánh vịnh thứ hai được áp dụng ở đây. Người ta bắt bớ các tông đồ của Chúa, người ta xiềng xích, người ta muốn bách hại hội thánh. Chúa ở trên cao thấy thế bật cười, xiềng xích bỗng dưng buông ra. Xiềng xích nó là cái gì trước mặt Chúa đâu? Bách hại gương giáo có là cái gì trước mặt Chúa đâu? Bỗng dưng thì xiềng xích buông ra thôi. Quyền năng của Chúa, cho dù bao nhiêu cái sức mạnh của sự dữ, sự ác muốn lấn át giáo hội, đối với Chúa coi như không có. Hội thánh của Chúa mà. Thánh Phaolô cũng vậy, cả cái cuộc đời đã chiến đấu và ngài giữ vững đức tin. Ngài đã chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin. Có ơn Chúa phụ giúp cho cha. Thánh Phaolô coi tất cả chuyện đó là chuyện nhỏ. Đó là hội thánh của Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn để cho Phêrô và Phaolô sau này sẽ chịu tử vi đạo. Chịu tử vi đạo để làm gì? Để làm chứng quyền năng sức mạnh của hội thánh. Hội thánh phát triển không phải chỉ là bằng những cái cố gắng của chúng ta gia tăng bao nhiêu hoạt động để xây dựng hội thánh, nhưng mà hội thánh còn phát triển nhờ dòng máu của các thánh tử đạo. Hội thánh còn được phát triển nhờ cái mầu nhiệm thập giá nữa, nhờ tất cả đau khổ mà mỗi người chúng ta phải chịu đựng.
Chúa Giêsu đã chịu chết để sống lại, để làm cho hội thánh được truyền lời. Các thánh tông đồ, các thánh tự đạo và tới thiên tất cả mọi người chúng ta cũng thế. Chúng ta được mời gọi xây dựng hội thánh bằng cái sự hy sinh của chúng ta, bằng cái con đường thánh giá. Xây dựng hội thánh bằng con đường thánh giá, đấy mới là hội thánh của Chúa. Còn xây dựng hội thánh mà không có một đường thánh giá thì không phải là hội thánh của Chúa. Chúng ta cũng như phát triển giáo hội bằng sự giàu sang, bằng quyền lực, bằng cái sự dễ chịu, bằng cái sự thống trị của chúng ta, không phải hội thánh của Chúa. Chúng ta phải suy nghĩ lại. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì được sống trong hội thánh của Chúa Giêsu, và chúng ta nắm vững các nguyên tắc đấy. Hội thánh dựa trên lòng tin ở nơi Chúa, hội thánh đi theo con đường của Chúa, và hội thánh sống trong niềm hy vọng giữa mầu nhiệm thập giá. Mỗi một lần chúng ta cử hành lễ cuộc mạng của giáo phận, chúng ta khơi dậy cái lòng tin đó, và chúng ta mong ước cho hội thánh tại địa phương này được phát triển. Chúng ta mong ước cái công cuộc loan báo tin mừng được đạt được những cái thành quả tốt đẹp. Nhưng mà hội thánh chỉ có thể phát triển và công cuộc loan báo tin mừng chỉ có thể sinh hoa trái nếu chúng ta sống đúng những nguyên tắc và chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Khi chúng ta đi ra ngoài những nguyên tắc này thì chúng ta không còn là hội thánh của Chúa nữa, mà chúng ta cũng chẳng thể làm cho hội thánh được phát triển. Đôi khi ngày hôm nay cộng đoàn giáo phận chúng ta xác minh điều đó, lời Chúa nói chúng ta điều đó, chúng tôi xác minh điều đó. Còn nếu không, chúng ta xây dựng một cái công trình không đến đâu cả. Bao nhiêu công đoàn, bao nhiêu sức lực đổ ra mà không phải là xây dựng hội thánh của Chúa thì để làm gì? Không đem lại kết quả gì hết. Thưa anh chị em, nguyện xin hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ cầu nguyện cho chúng ta, và xin Chúa gìn giữ hội thánh tại địa phương này được bình an, được phát triển và luôn luôn làm sáng danh Chúa. Amen.